Các loại căn hộ phổ biến, ví dụ như là căn hộ thông thường, căn hộ studio, căn hộ duplex, căn hộ office tower, căn hộ shop house, penthouse hoặc là duplex, sky villa. Đó là những cái căn hộ mà hiện tại ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài khá là phổ biến. Thì thường như anh chị đỡ mình chia sẻ sâu vào căn hộ thông thường á, thì thường căn hộ thông thường thì thường như quý anh chị thấy là đa số là những cái căn hộ mà mua bán qua lại, những căn hộ chúng ta thường mua đỡ ở, nó thường có những cái loại căn hộ như 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, có toilet, có nhà vệ sinh giống như một cái ngôi nhà chúng ta đang ở đó.